Tony Việt tái xuất đổi nghệ danh thành Diamond V, tiết lộ lý do ở ẩn suốt 7 năm. Sau 7 năm vắng bóng, Tony Việt gần đây đã tái xuất với một diện mạo hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, nam thần đa tài còn có những trải lòng về khoảng thời gian ở ẩn cũng như lần tái xuất trở lại. Tony Việt, một cái tên chẳng xa lạ với khán giả bởi anh chàng rapper tài năng mang hai dòng máu Việt-Nga từng là một cái tên đình đám được khán giả yêu mến, đặc biệt là hội chị em bởi vẻ ngoài nam tính điển trai cùng sự đa tài trong lĩnh vực nghệ thuật khi kiêm luôn cả vai trò ca sĩ, nhạc sĩ hay vũ công. Nhắc tới Tony Việt, công chúng khi ấy nhớ ngay đến hàng loạt các bản hit hợp tác cùng nhiều tên tuổi nghệ sĩ tiếng tăm như Khổng Tú Quỳnh, Lạnh, Nông Phước Thịnh, Gạt Đi Nước Mắt, Chờ Ngày Mưa Tan, Thu Thủy, Thing of You. Các sáng tác của Tony Việt được đánh giá là nắm bắt tốt thị hiếu, dễ nghe nên nhanh chóng phủ sóng rộng rãi. Là một cái tên đang oanh tạc thị trường nhạc Việt, bỗng dưng Tony Việt mất hút trên các hoạt động âm nhạc lẫn truyền thông, khiến những người hâm mộ của nam thần tài năng tiếc nuối. Tuy nhiên, trong gần một năm trở lại đây, Tony Việt bất ngờ quay trở lại showbiz. Khác hẳn với hình ảnh trước đó, Tony Việt tái xuất lần này với một hình ảnh hoàn toàn mới, cũng như đổi nghệ danh mới, Diamond V. Chưa dừng lại ở đó, trong giai đoạn gần đây, Diamond V, Tony Việt đã khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất ở vai trò diễn viên, chứ không phải là một ca nhạc sĩ. Cụ thể, nam thần tài năng góp mặt vào dự án web drama Trùm Cuối và bộ phim vừa mới gây bão thời gian gần đây, Ranh Giới Gia Tộc. Trong loạt phim web drama này, dù không phải là tuyến nhân vật nhiều đất diễn, nhưng mỗi lần Diamond V xuất hiện đều mang đến những cuồng phong cũng như những màn võ thuật đẹp mắt. Chia sẻ về khoảng thời gian mất hút trên các phương tiện truyền thông, các hoạt động nghệ thuật, Diamond V đã có những trải lòng. Thực ra thì xưa giờ Diamond luôn kín tiếng, im lặng và đứng sau nhiều việc. Hơn nữa hình ảnh mà Diamond muốn hướng tới là một businessman, một business trong nghệ thuật. Trong khoảng thời gian Diamond không xuất hiện, chẳng qua đó là giai đoạn để Diamond hoàn thiện khá nhiều chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như lĩnh vực business. Bởi để áp dụng business trong nghệ thuật là việc không đơn giản và cần có kiến thức, thời gian dành cho nó. Chỉ có vậy mới có thể kết nối được giữa nhà đầu tư và nghệ sĩ. Vì mindset của cả hai thế giới này hoàn toàn khác nhau. Suốt 7 năm qua, Diamond luôn học hỏi nhiều thứ từ những chuyên gia số 1 thế giới trong các lĩnh vực mà Diamond yêu thích làm việc và xử lý khá nhiều góc độ khác nhau cho các doanh nghiệp, tập đoàn, nhãn hiệu trong và ngoài nước với những vị trí khác nhau như CMO, CEO, CFO, CCO. Đến khi kết thúc hợp đồng làm giám đốc marketing cho một tập đoàn tại Mỹ, Diamond hiểu thời khắc của sự nghiệp mình đã tạm đủ hành trang để khởi đầu. Không những góp mặt vào một số dự án web drama vào năm 2021, Diamond V bất ngờ đảm nhận vị trí cố vấn cho team huấn luyện viên Hoa Di Linh trong chương trình Người Mẫu Toàn Năng. Khi được hỏi về lựa chọn thời điểm này để quay lại các hoạt động nghệ thuật của mình ở những dự án phim ảnh cũng như hỗ trợ nữ diễn viên Hoa Di Linh trong chương trình Người Mẫu Toàn Năng, Diamond V cũng thẳng thắn cho biết Diamond luôn tin tưởng vào cuộc sống và sự sắp xếp cũng như dẫn lối của cuộc sống. Cốt yếu bản thân phải luôn nhận ra được những dấu hiệu, những thông điệp tới và nhắc ta phải làm gì ở từng thời điểm. Diamond cũng đã để ý và sâu chuỗi tất cả những sự việc. Nhưng thời khắc chính thức để Diamond quyết định trở lại là khi Thượng Đế đã gửi cho Diamond một chiếc chìa khóa, một nguồn cảm hứng đủ sức hấp dẫn để Diamond có mặt ở đây, đó chính là Hoa Di Linh. Diamond V còn tiết lộ về việc quyết định thay đổi hình ảnh lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7. Diamond V cho biết bản thân anh luôn muốn làm những điều khác biệt mà không phải ai cũng dám làm. Thậm chí Diamond V chưa từng để ý người khác nói gì hay phán xét mình như thế nào. Miễn sao dù trong bất kỳ cơ hội nào thì mình cũng làm được điều mình thích. Nhìn thấy được bản thân, tìm thấy được những giá trị và truyền tải được nguồn cảm hứng tốt đẹp cho khán giả. Bên cạnh việc chia sẻ về nguyên nhân ở ẩn, lý do quay lại, Diamond V còn cho biết anh đang trong giai đoạn thực hiện một số dự án âm nhạc riêng để gửi tặng đến những khán giả đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua, dù trước đó anh không có hoạt động.